mỗi ngày. Bánh muffin chuối sô-cô-la, từng miếng bánh mềm, mịn, thơm phức. Mến chào các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, nấu chuẩn ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một món bánh rất là ngon mà Kim Thảo tin là bánh muffin đó. Thì cả người lớn cho đến các bạn nhỏ trong nhà ai cũng sẽ rất là mê. Công đoạn đầu tiên cho món bánh này thì chúng ta cắt cái phần chuối trước, bỏ hết cái phần vỏ bên ngoài đi. Cắt hết phần chuối này thành những lát tròn mỏng vừa ăn. Để cho phần chuối không bị thâm đen thì chúng ta sẽ vắt lên trên đây một bịch chanh. Cái vỏ của nó cũng rất là thơm, thành ra là quý vị và các bạn cũng có thể lấy cái vỏ chanh mà chúng ta mài ra, rồi sau đó là mình rắc lên trên bánh cũng rất là thơm và hấp dẫn cho món ăn của chúng ta đấy ạ. Đúng rồi, còn một cái trái chuối còn lại thì chúng ta sẽ cắt hạt lựu để chúng ta sẽ trộn vào phần bột. Chuối da hương rất là thơm luôn. Khi ăn á, nó có một cái độ dẻo. Chuối da hương thì lại chứa nhiều vitamin B6 nè, và cả chất sắt nữa, rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và bây giờ tiếp theo, Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị, chúng ta sẽ đánh phần bơ lạc này. Cho vào đây 100g bơ lạc. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ chọn bơ lạc nha. Nếu mà mình dùng bơ mặn á, muối và lòng trắng trứng nó sẽ kết tủa lại và món bánh của chúng ta sẽ không thành công đâu ạ. Sẽ đánh cái hỗn hợp bơ lạc này cho nổi bông lên. Bây giờ chúng ta sẽ đánh cho nổi căng cái phần bơ lạc này lên. Phần bơ lạc cũng đã bông nổi cứng rồi thì tiếp tục Phước Hưng sẽ cho hai cái trứng gà vào. Chúng ta đánh tiếp tục. Cho phần trứng gà vào với lại bơ lạc rồi thì chúng ta đánh nổi cứng lên lại một lần nữa. Và ở đây Phước Hưng sẽ cho vào một gói bột bánh rán pha sẵn vị sô-cô-la, tiếp tục đánh. Và bây giờ cuối cùng Phước Hưng sẽ cho vào đây 1/3 muỗng cà phê bột quế và chúng ta tiếp tục đánh lên. Rất là thơm luôn đúng không ạ? Rồi bây giờ đã được rồi, Phước Hưng sẽ cho ra cái tô. Sau khi mà các bạn chúng ta đã cho vào tô rồi thì bây giờ Phước Hưng tiếp tục lại cho phần chuối đã cắt hạt lựu vào, chúng ta trộn đều lên. Chúng ta sẽ kết hợp chuối với một bánh rán pha sẵn vị sô-cô-la sẽ cho ra một cái món ăn thơm ngon và mới lạ. Phước Hưng sẽ múc bột vào cái ly khắp khét nè. Múc vừa thôi vì khi mình nướng thì nó sẽ còn cái độ nở lên nữa. Chúng ta cho chuối vào trên bề mặt của phần bánh thì khi nướng cái lớp chuối có một cái độ vàng nhẹ nè. Khi ăn và kết hợp với chuối sẽ rất là ngon đúng không? Cho lên một ít sô-cô-la, tùy theo gia đình mình thích ăn sô-cô-la ít hoặc nhiều. Rồi, chúng ta sẽ làm nóng lò trước để nhiệt độ được ổn định. Khi nướng bánh thì bánh sẽ chín đều và bột sẽ nổi ngon hơn. Cho bánh vào lò nướng với nhiệt độ là 170 độ C, thời gian tầm 25 đến 30 phút. Wow! Bây giờ chúng ta sẽ để bánh qua. Và để tạo nên một bữa ăn đầy dinh dưỡng thì chúng ta có thể kết hợp với món trà sữa Royal Cookie cũng sẽ rất là tuyệt vời. Là tổng hòa mùi thơm béo của bơ, chuối và quế với vị chua nhẹ của chanh hòa lẫn vị ngọt của sô-cô-la tỏa ra từ lớp bánh mềm mịn,